cho các bạn, nếu mà các bạn ý định vào làm cho công ty thương mại thì các bạn phải nắm chắc các cái vấn đề sau. Thứ nhất là các cái phân hệ kế toán mua hàng, bán hàng là các bạn phải nắm chắc. Ví dụ như mua hàng trong nước thì trong mua hàng nhập khẩu thì định khoản thế nào, hồ sơ cần có là những cái gì. Thế rồi thì chiết khấu thì có chiết khấu thương mại, chiết khấu thanh toán. Các bạn phải phân biệt được hai cái loại chiết khấu này, quy định về hóa đơn, quy định về hạch toán. Thế rồi thì trong công ty thương mại thì không thể nào không có các cái chương trình khuyến mại biếu tặng được. Thì các bạn phải tìm hiểu các cái quy định về chương trình khuyến mại biếu tặng, có điều kiện không điều kiện, rồi có đăng ký với Sở Công Thương không đăng ký với Sở Công Thương, khi nào thì phải đăng ký, khi nào thì không, có đăng ký thì hạch toán thế nào, không đăng ký thì hạch toán thế nào, hay là viết hóa đơn ra làm sao là các bạn phải nắm chắc. Đấy, thế rồi thì nó có những cái phân hệ, ví dụ như là gửi đại lý nhận, ví dụ bên mình là bên nhận đại lý ký gửi, hay là bên mình là bên giao đại lý ký gửi, hay là có những cái phân hệ mua hàng trả góp, bán hàng trả góp. Đấy là những cái phân hệ kế toán mua hàng, bán hàng mà các bạn cần phải nắm chắc. Thế xong rồi thì sang đến cái phần kho, bởi vì công ty thương mại thì kiểu gì nó cũng phải có hàng tồn kho, thì các bạn sẽ phải biết cách xử lý hàng tồn kho, hay là những cái rủi ro của hàng tồn kho nó sẽ dẫn đến cái rủi ro gì sau này. Đấy, hoặc là âm kho. Đấy là những cái nội dung trọng tâm mà ở trong loại hình thương mại, nếu mà các bạn mà muốn làm tốt ở công ty thương mại thì các bạn phải nắm chắc. Để tránh cái trường hợp ấy, có những bạn mà đi làm tới 10 năm công ty thương mại rồi mà đến khi tôi hỏi về vấn đề là thế khi nào phải đăng ký với Sở Công Thương, không đăng ký với Sở Công Thương cũng không nắm được. Thế rồi thì có kèm, ví dụ như biếu tặng có kèm điều kiện, không kèm điều kiện thì hạch toán thế nào, các bạn cũng không phân biệt được rạch ròi, vẫn còn mơ hồ lắm. Như thế thì các bạn sẽ làm rất là rủi ro, sẽ có những cái rủi ro và lương của các bạn sẽ không cao được đâu. Đấy, thì bạn nào mà muốn chuyên nghiệp ấy thì các bạn nên tham gia khóa học kế toán lớp cô Quỳnh. Và ở kế toán lớp cô Quỳnh thì không dạy riêng một lĩnh vực, bởi vì tôi muốn trang bị cho các bạn một cái lượng kiến thức để khi các bạn ra là các bạn phải nhìn được toàn cảnh bức tranh của kế toán. Còn nếu mà các bạn cứ học có một lĩnh vực như thế, các bạn chỉ nhìn được có một góc của một bức tranh thôi. Và đặc biệt là các bạn đi làm mà các bạn cứ thiểu, keo thiểu theo kiểu là đến đâu tìm hiểu đến đây, đến đâu tìm hiểu đến đấy, thì nó sẽ rất là lâu để có thể các bạn lĩnh hội được một cái lượng kiến thức chuyên sâu như tôi vừa mới gợi ý. Đấy, thì bạn nào mà cảm thấy là muốn tiến nhanh đến đích của nghề kế toán thì các bạn nên tham gia kế toán lớp cô Quỳnh nhé.